xin hân hạnh giới thiệu đậu hũ Kim Sa do người Việt làm chủ, chuyên cung cấp tất cả các loại đậu hũ truyền thống. Đặc biệt Kim Sa còn có đậu hũ hành và đậu hũ xả ớt có thể mua về ăn ngay. Ngoài ra Kim Sa cũng có cả sữa đậu nành nguyên chất. Đậu hũ Kim Sa được làm từ nguyên liệu organic 100% và hiện đã có mặt tại các shop thực phẩm Á Châu ở Kapramatta, Pensau và Cali Heights. Nhân dịp khai trương, Kim Sa sẽ có quà tặng cho những ai mua hơn 10kg, bao gồm cả giao hàng miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 0423 000666. Có một loại nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt, gói trọn tinh hoa của biển cả, đánh thức hương vị đậm đà Thượng Hải, đẳng cấp, sang trọng. Là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nhớ về cội nguồn nước mắm Hoàng Gia, tinh hoa đất Việt. Nước mắm Hoàng Gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Adelaide, nước mắm Hoàng Gia đang được phân phối tại Maxim Asian Food Wholesaler và bán lẻ tại các siêu thị và nhà hàng. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Tiên qua số 0412 398 166. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài Việt TV Australia. Kính thưa quý khán giả của Việt TV, một thông tin rất khích lệ về giáo dục khi thống kê cho thấy học sinh Úc nằm trong top 10 về khả năng đọc và toán học. Trong sinh hoạt kinh tế, nhiều dấu hiệu cho thấy lạm phát sẽ tiếp tục hạ nhiệt trong thời gian sắp tới. Và trong đời sống xã hội, các điều tra viên phát hiện hàng loạt sai phạm trong chương trình thu hồi nợ của Centrelink. Trong khi đó, tại tiểu bang Tây Úc, vừa có thêm một công ty xây dựng tuyên bố phá sản. Và sau đây là phần tin chi tiết của Việt TV trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay thứ Năm, 7 tháng 12 2023. Đầu tiên là tin về giáo dục. Úc Châu nằm trong top 10 quốc gia có thành tích học tập tốt nhất thế giới, nhưng dữ liệu đã vẽ nên một bức tranh phức tạp. Học sinh trên khắp thế giới đã bị tụt hậu về môn đọc và toán trong thời Covid-19. Thế nhưng thanh thiếu niên tại Úc thì đã đi ngược lại xu hướng này. Lý do là bởi vì học sinh tại Úc đã giữ được sự ổn định về môn đọc và toán kể từ năm 2018, theo bảng xếp hạng về giáo dục mới nhất. Cũng theo bảng xếp hạng giáo dục quốc tế này, gọi tắt là PISA, thì học sinh trung học tại Úc hiện được xếp hạng thứ 9 trên toàn thế giới về môn đọc và khoa học, trong khi xếp thứ 10 trên thế giới về môn toán. Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ toàn màu hồng, bởi vì theo dữ liệu từ PISA thì chỉ có một nửa học sinh là giữ được sự ổn định, trong khi phân nửa còn lại thì vẫn không thể nào đạt được tiêu chuẩn quốc gia ở những môn học đó. Trong số đó, những học sinh xuất thân giàu có hơn thường có thành tích vượt trội hơn so với nhóm học sinh xuất thân từ các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Và mặc dù thứ hạng toàn cầu của nước Úc đã được cải thiện vào năm 2022 sau khi nhiều quốc gia khác bị loại khỏi danh sách, thế nhưng nhìn chung, hiệu suất học tập của các học sinh cũng đã bị giảm hạ kể từ những năm 2000. Cụ thể là vào năm 2022 vừa qua, học sinh Úc có thành tích bằng hoặc thành tích hơn mức trung bình so với học sinh trong tổ chức OECD ở các môn đọc, khoa học và toán, theo kết quả của PISA. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là học sinh ở Úc thật sự có trình độ cao hơn, mà là bởi vì học sinh của các nước khác trong tổ chức OECD đang bị tụt hậu. Theo một vài chuyên gia giáo dục của ACER, giáo sư Lisa DePortor, thì chỉ hơn một nửa số học sinh tại Úc là đạt được tiêu chuẩn về năng lực quốc gia. Cụ thể là có 51% học sinh đạt tiêu chuẩn về toán, 58% đạt tiêu chuẩn về khoa học và 57% đạt tiêu chuẩn về khả năng đọc. Điều này có nghĩa là phân nửa học sinh còn lại vẫn không thể theo kịp trình độ căn bản của các môn học nói trên.
Số lượng học sinh có thành tích thấp đã tăng lên ở cả 3 lĩnh vực, với hơn 1/4 học sinh, tương đương 25%, bị xếp loại thấp ở môn toán. Mặc dầu con số này vẫn thấp hơn mức trung bình là 31% của các quốc gia trong tổ chức OECD. Kế đến là tin về đời sống đắt đỏ, dấu hiệu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Sự tăng trưởng giá tiêu dùng chậm lại một cách thuyết phục cho thấy lạm phát có thể quay trở lại mức độ mà ngân hàng trữ kim ưa chuộng sớm hơn dự kiến. Thước đo về lạm phát hàng tháng của Viện Nghiên cứu Melbourne Institute đã tăng 4.4% trong 12 tháng, tính cho đến ngày 30 tây tháng 11 vừa qua, thấp hơn 0.7% so với mức tăng hàng năm là 5.1% tính cho đến tháng 10. Với những thông tin tích cực này, các chuyên gia cho rằng khả năng lạm phát quay trở lại phạm vi mục tiêu từ 2 đến 3% của ngân hàng trữ kim là trước năm 2025. Dự phóng này được đưa ra ngay sau khi ngân hàng trữ kim RBA tuyên bố không gia tăng lãi suất trong phiên họp vào thứ Ba vừa qua. Và điều này có nghĩa lãi suất tiền mặt sẽ được giữ ở mức 4.35% cho đến ít nhất là vào tháng 2 năm tới 2024. Ngoài việc giảm hạ tỷ lệ lạm phát, thì việc thị trường lao động suy yếu cũng là thông tin mà RBA mong chờ với các quảng cáo về công ăn việc làm, được theo dõi bởi ngân hàng ANZ và Index đã ghi nhận mức giảm hàng tháng mạnh nhất kể từ tháng 6 2018. Cụ thể thì trong tháng 11, số công việc làm đã giảm 4.6% sau khi đã giảm 3.4% trong tháng 10 trước đó. Kinh tế gia Madeline của ngân hàng ANZ cho biết, việc ngân hàng trữ kim RBA thắt chặt lãi suất cho đến nay có thể đã đủ để giảm áp lực lạm phát từ thị trường lao động. Kế đến là tin đời sống xã hội. Người nhận phúc lợi từ Centrelink thót tim vì tính toán sai số nợ. Những người nhận phúc lợi đã buộc phải chờ đợi rất nhiều năm khi mà các công chức của Centrelink đang cố gắng giải quyết hàng chục ngàn khoản nợ bất hợp pháp. Thanh tra liên bang đã phát hiện có tới hơn 100.000 khoản nợ phúc lợi đã bị tính sai bởi Service Australia và Bộ Dịch vụ Xã hội trong khoảng thời gian từ 2003 cho đến năm 2020, tức là 17 năm. Service Australia đã tạm dừng xem xét khoảng 20.000 khoản nợ, trong khi tìm tư vấn về pháp lý và đồng thời cũng xác nhận khoảng 87.000 hồ sơ khác có thể cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cách tính sai lầm không chính xác. Tuy nhiên, theo một báo cáo mới nhất của các thanh tra, thì họ vẫn chưa biết chính xác là có bao nhiêu người sẽ bị ảnh hưởng hoặc số tiền thanh toán gia tăng hay giảm hạ do những tính toán sai lầm này. Các thanh tra viên đã đưa ra 8 khuyến nghị, bao gồm việc phát triển một chiến lược để đánh giá lại các mẫu đơn ghi nợ trước đây, cũng như các khoản thanh toán thiếu, cùng với các quyết định của tòa phúc thẩm hành chánh và kể cả các khoản nợ đã được chuyển đến công tố viên. Ngoài ra cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi việc phân chia thu nhập bất hợp pháp và quan trọng hơn là cách quản lý các biện pháp để khắc phục cho những khách hàng đang bị ảnh hưởng. Nhắc lại là vào ngày 6 tây tháng 11 vừa qua, Service Australia đã bắt đầu gửi thư cho khách hàng bị ảnh hưởng về việc tạm dừng thu hồi nợ. Trong khi đó, phát ngôn viên của đảng xanh bà Janet Wright cho biết báo cáo này thật tai hại, cho thấy sự cần thiết phải hủy bỏ mọi hoạt động thu hồi nợ vì chi phí về nhân lực không thể chấp nhận được. Cũng theo lời bà Janet Wright, thì Service Australia đã vi phạm luật khi truy đuổi rất nhiều người trong suốt 2 thập kỷ qua bởi vì những món nợ mà họ không hề mắc phải và sau đó không đưa ra bất kỳ một kế hoạch khắc phục hoặc thông tin liên hệ nào trong 3 năm họ nhận thức được vấn đề này. Kế đến là tin an toàn đời sống. CBA và Vodafone hợp tác chống nạn lừa đảo qua tin nhắn SMS. Ngân hàng lớn nhất Úc Châu, Commonwealth Bank và Vodafone hiện đang tìm một thí điểm chia sẻ thông tin tình báo mới nhằm mục đích bảo vệ khách hàng khỏi bị lừa đảo qua tin nhắn khi mà số vụ lừa đảo đang ngày càng gia tăng. Với chương trình thí điểm này, thì hai công ty sẽ chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến lừa đảo. Mà theo lời ông James Roberts, tổng giám đốc nhóm lừa đảo tại CBA, thì chương trình này sẽ cho phép ngân hàng
chủ động điều tra và phân tích các vụ lừa đảo qua tin nhắn SMS mới nhất trong thời gian nhanh nhất có thể, để họ có thể lập tức phát hiện và chủ động ngăn chặn các khoản thanh toán gian lận. Ông Roberts nói rằng, lừa đảo qua tin nhắn và email là một xu hướng lừa đảo số 1, đang ảnh hưởng đến hàng triệu khách hàng của Commonwealth Bank. Về phía Vodafone, Tổng Giám đốc An ninh doanh nghiệp ông Simon Sen cho biết, chỉ riêng trong năm nay, Vodafone đã chặn hơn 67 triệu 800 ngàn vụ lừa đảo qua tin nhắn, với 17 triệu 600 vụ bị chặn trong tháng 9 vừa qua và kể cả tháng 10, tăng 45% so với một năm trước đó. Trong khi đó, thì số liệu thống kê về lừa đảo mới nhất do Trung tâm Chống Lừa Đảo Quốc gia công bố cũng đã cho thấy là số lượng tin nhắn văn bản là phương thức liên lạc phổ biến nhất được những kẻ lừa đảo sử dụng. Tính cho đến thời điểm hiện tại trong năm nay, hơn 24 triệu rưỡi đô la đã bị mất do các vụ lừa đảo qua tin nhắn. Trong đó, thành phần trên 65 tuổi là nhóm người bị mất nhiều tiền nhất. Và vào đầu năm nay, Commonwealth cũng đã bắt đầu thí điểm một chương trình tương tự với công ty viễn thông Telstra là Scam Indicator để phát hiện các tình huống lừa đảo có rủi ro cao trong thời gian rất ngắn. Kế đến là tin về thị trường nhân dụng. Công đoàn kiện Woolworths vì việc thay đổi giờ làm việc do dịch bệnh COVID-19. Liên minh công nhân bán lẻ và thức ăn nhanh, gọi tắt là REFFOO, đang đưa Woolworths ra tòa để đòi công bằng cho hơn 1.400 công nhân sau khi những công nhân này đã bị buộc thay đổi ca làm việc mà không hề được thông báo trước. Cụ thể thì Liên minh REFFOO đã cáo buộc 1.400 công nhân làm việc ca đêm tại 100 siêu thị ở Victoria và Tasmania đã được yêu cầu chuyển sang làm việc vào ban ngày hoặc làm ca chiều mà không hề được báo trước vào năm 2021, tức là thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Liên minh này đã cáo buộc những thay đổi về ca làm việc đã diễn ra trong đại dịch có thể giúp Woolworths tránh được việc trả lương cao cho những người làm việc ca đêm. Và điều này đã khiến cho tập thể nhân viên bị thiệt thòi gần 30.000 đô la tiền lương mỗi một năm. Thư ký của Liên minh ông George Cullinan đã nói với hãng tin số 9 là các công nhân này đã bị yêu cầu tham gia một cuộc họp bất thường vào đêm 21 tây tháng 4, 2021 và được thông báo là ca đêm sẽ chấm dứt. Điều này có nghĩa là những ai làm việc ca đêm sẽ được chuyển sang ca sáng hoặc là ca chiều và tất nhiên khi làm việc vào ban ngày thì mức lương sẽ thấp hơn so với mức lương của ca đêm. Theo lời ông Cullinan, thì khi các công nhân phản đối việc thay đổi ca làm việc và vẫn tiếp tục làm việc vào ban đêm, thì họ đã bị đuổi về nhà, bị đe dọa không trả lương và bị yêu cầu phải tuân theo chỉ đạo của Woolworths. Do đó, Liên minh đang tìm kiếm bồi thường thỏa đáng cho tất cả những công nhân bị ảnh hưởng thông qua việc khởi kiện Woolworths. Sau đây là tin từ Tây Úc, thêm một công ty xây dựng tuyên bố phá sản với số nợ gần 4 triệu rưỡi đô la. Công ty xây dựng Sison Construction là công ty mới nhất đã tham gia vào danh sách bị phá sản sau khi không thể thanh toán khoản tiền gần 4.500.000 đô la cho tổng nhà thuế vụ ATO. Simside Construction có trụ sở tại Perth tuyên bố phá sản vào đầu tháng 11 khi vẫn đang xây dựng dở dang khoảng 100 ngôi nhà. Thông tin từ các quản trị viên cho biết là các khoản tiền nợ thuế của công ty bắt đầu tích lũy từ tháng 8 2018 cho đến tháng 10 2022. Cũng theo thông tin này, thì Simside Construction đã mất khả năng thanh toán hoàn toàn kể từ tháng 7 2021. Các quản trị viên cũng tiết lộ rằng công ty đã vay 230.000 đô la với lãi suất rất cao trong 3 tháng vào tháng 6 2023 để tiếp tục tồn tại. Và chi phí cho những khoản vay cá nhân đó đã tăng thêm 100.000 đô la vào tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, thì ba cựu giám đốc của công ty Simsize có thể đang nợ doanh nghiệp tới 2 triệu đô la. Các quản trị viên cho biết là các giám đốc này sẵn sàng trả lại các khoản nợ đang tồn đọng, có thể thông qua việc bán đi những tài sản mà họ đang có. Giám đốc của Simsize tin rằng sự sụp đổ của công ty cũng giống như rất nhiều những công ty xây dựng khác tại Úc trong năm nay, lý do là bởi vì thiếu nguyên liệu và chi phí gia tăng thời đại dịch. Cuối cùng là tin bảo vệ môi trường.
tàn thuốc lá và bao bì thuốc lá gây thiệt hại 26 tỷ đô la mỗi năm. Nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng tàn thuốc lá và bao bì thuốc lá đã gây thiệt hại lên đến 26 tỷ Mỹ Kim mỗi năm về mặt quản lý chất thải và tác động tiêu cực đến hệ sinh thái của biển. Nhật báo South China Morning Post của Hồng Kông đã trích dẫn nghiên cứu từ Trung tâm Quản trị và Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu, gọi tắt là WGTC, có trụ sở tại Thái Lan cho biết, chi phí giải quyết thiệt hại do ô nhiễm nhựa từ thuốc lá trong một thập kỷ qua ước tính lên đến 186 tỷ đô la. Bà Deborah Sy, tác giả chính của cuộc nghiên cứu này, đã viết trên tạp chí Tobacco Review vào ngày 4 tháng 12 là các quốc gia đang đạt được tiến bộ trong việc phát triển các chính sách về nhựa, đặc biệt là cấm các sản phẩm sử dụng một lần. Thế nhưng chi phí giải quyết ô nhiễm do nhựa của thuốc lá gây ra thì vẫn bị ngó lơ. Cũng theo nhật báo South China Morning Post, tàn thuốc lá là một trong những vật bị xả rác nhiều nhất và cũng là dạng ô nhiễm lớn thứ hai trên toàn cầu. Mặc dù bên trong thuốc lá có các đầu lọc, nhưng nhiều nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng những đầu lọc này không thể làm giảm tác hại của việc hút thuốc lá. Và các chuyên gia cũng xếp đầu lọc thuốc lá vào nhóm chất thải gây nguy hại vì nó có chứa các sợi vi nhựa và hàng trăm những loại hóa chất độc hại khác, bao gồm cả nicotine cùng các kim loại nặng như là chì, arsen và cadmium. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nhà hoạch định chính sách xem xét đầu lọc thuốc lá là loại nhựa sử dụng một lần và cấm chúng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Theo số liệu từ WHO, Trung Quốc là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thuốc lá lớn nhất trên toàn thế giới. Quốc gia này hiện đang có hơn 300 triệu người hút thuốc, gần bằng 1/3 tổng số lượng người hút thuốc trên toàn cầu. Và hơn 1 triệu người Trung Quốc đã chết mỗi năm, tương đương 3.000 ca tử vong mỗi ngày vì các bệnh gây ra bởi hút thuốc lá như là ung thư, bệnh phổi và bệnh tim. Với bản tin vừa rồi, Kim Hoàng xin tạm dừng chương trình tin tức của Việt TV. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào và chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình tin tức vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.